Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Pintop. Chắc chắn rằng các bạn ở đây ai cũng biết đến tháp Eiffel, biểu tượng của thủ đô Paris nước Pháp rồi phải không nào? Thế nhưng, ít ai biết rằng trong quá khứ, công trình này đã bị phản đối gay gắt, thậm chí nó chẳng khác gì một bộ xương thô kệch, vô duyên, phá hoại mọi cảnh quan. Hay là tượng nữ thần tự do, trong quá khứ đã gặp phải rất là nhiều khó khăn về kinh tế, tưởng chừng như đã đi vào dĩ vãng, nhưng mà may mắn được cứu trợ và trở thành công trình thế kỷ như ngày nay. Và ít ai ngờ rằng Nhà Trắng, biểu tượng của quyền lực thế giới, pháo đài bất khả xâm phạm nhưng mà đã từng bị phá tơi bời khói lửa. Và ngay bây giờ, hãy cùng mình đến với 10 công trình vĩ đại trên thế giới suýt biến mất nhé! Top 10 công trình vĩ đại của thế giới suýt biến mất. Tháp Eiffel. Ngày nay, khi nhắc tới kinh đô ánh sáng Paris, chúng ta không thể không nhắc tới tháp Eiffel lung linh, biểu tượng thắp sáng cả thủ đô nước Pháp, là nơi lý tưởng để cầu hôn hay chụp hình cưới. Thế nhưng, ít ai ngờ, khi mà công trình chuẩn bị bước vào xây dựng, đã có rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt. Đầu năm 1887, khi mà công trình mới khởi công chưa được bao lâu, trên hàng loạt các tờ báo Pháp, người ta đăng và chỉ trích rất là nhiều. Sự chê bai của những nhân vật nổi tiếng trong đó có giới văn nghệ sĩ. Họ cho rằng tháp Eiffel là một bộ xương, một công trình vô duyên, giống như một ống khói của nhà máy vậy đấy. Giới nghệ sĩ không ngừng châm biếm, cho rằng tháp Eiffel quái dị sẽ đe dọa phá hủy biểu tượng thành phố nghệ thuật Paris với kiến trúc bằng sắt thô kệch này. Nhiều người dân Paris khi đó còn kiên quyết tẩy chay, thậm chí dọa sẽ đốt tòa tháp này khi nó được hoàn thành. Gustave Eiffel vẫn quyết định xây dựng bằng được tòa tháp mà ông cho là sẽ tỏa sáng rực rỡ. Kết quả thật là mỹ mãn. Ngay vào năm 1889, khi vừa được khánh thành, tháp Eiffel đã thu hút được hơn 2 triệu lượt khách du lịch tới tham quan. Kể từ đó, những nhận xét ác ý về công trình này bớt dần và cho tới nay, không một người Pháp nào là không yêu quý và tự hào về công trình tuyệt vời này. Tượng Nhân Sư. Bức tượng ở Ai Cập nổi tiếng của nhân loại với nhiều bí ẩn và chiếc mũi bay màu một cách đầy khó hiểu. Thế nhưng, bạn có biết ngay từ ban đầu, tượng Nhân Sư hơn 4.500 tuổi này đã nhiều lần bị chôn vùi và từng đâu đã đi vào dĩ vãng. Tọa lạc gần thung lũng của các vị vua nổi tiếng, tượng từng bị chôn vùi dưới lớp cát, chỉ có phần đầu lộ diện mà thôi, khiến người dân phải e sợ, tạo nên biệt danh cha đẻ của nỗi sợ hãi. Sau hàng thế kỷ, lớp cát hé lộ rồi lại bao phủ bức tường hết lần này đến lần khác. Một vụ xâm hại bí ẩn nào đó đã làm hư hại và phá hủy phần mũi. Khi các nhà khảo cổ đào bới để tìm kiếm vàng và kho báu, tượng Nhân Sư lại được khai quật vào năm 1817. Sau đó thì bức tượng Ai Cập này tiếp tục bị ăn mòn, toàn bộ công trình bị gặp nguy hiểm. Sau đó các nhà khoa học đã nỗ lực bảo tồn và thay thế phần vữa ban đầu bằng vật liệu khác chắc chắn hơn. Tượng Nhân Sư đã được an toàn, ít nhất là cho tới bây giờ chúng ta vẫn được chứng kiến. Tượng Nữ Thần Tự Do. Người ta nói rằng đến New York, Mỹ thì nhất định phải đến tượng Nữ Thần Tự Do một lần. Đây là một công trình vĩ đại, trải qua biết bao nhiêu sóng gió mới có được như ngày hôm nay để các bạn đến chiêm ngưỡng, sống ảo đấy nhé. Để nói về độ ly kỳ, thì tượng Nữ Thần Tự Do mà Pháp tặng Mỹ phải trải qua 15 năm và nhiều chiến dịch gây quỹ quy mô lớn mới có thể hoàn thành được. Thậm chí tượng được xây dựng ở Paris mà không có hỗ trợ đáng kể nào từ hai phía chính phủ. Nhưng mà bằng niềm tin và đam mê của mình, cuối cùng, George Pulitzer đã cứu công trình này ngoạn mục bằng cách hứa hẹn in tên tất cả những người đóng góp trên tạp chí của ông. May mắn là kế hoạch đã thành công và những món quà đã được ông chở trên con tàu của Pháp trong 214 thùng hàng vượt qua Đại Tây Dương đến Mỹ để trao tận những người đã ủng hộ ông. Nhà Trắng bị phá hoại. Ít ai ngờ rằng Nhà Trắng, một trong những công trình được xem là biểu tượng quyền lực của thế giới, pháo đài bất khả xâm phạm của phương Tây, đã từng bị đốt phá tơi bời trong thất bại ê chề của nước Mỹ. Như các bạn cũng đã biết đấy, Nhà Trắng là nơi sinh sống và làm việc của Tổng thống Hoa Kỳ, được khởi công xây dựng ngày 13 tháng 10 năm 1792 và hoàn thành vào ngày 1 tháng 11 năm 1800. Tuy nhiên, trong lần đầu tiên Mỹ tuyên chiến trực tiếp với một số quốc gia nước Anh, Mỹ đã chuốc lấy thất bại nặng nề. Thủ đô Washington bị chiếm đóng và Nhà Trắng cũng không tránh khỏi số phận bị hủy hoại.
Thế nhưng, người Anh cũng chỉ chiếm giữ được Washington trong vòng 26 tiếng đồng hồ. Một trận cuồng phong lớn kèm theo mưa dông đã khiến cho quân Anh đóng tại Washington gặp nhiều khó khăn. Cơn lốc thậm chí còn cuốn bay cả Đại Bác, làm nổ tung các thùng thuốc súng, làm cho một số quân Anh thiệt mạng và bị thương. Cơn dông lốc kèm mưa cũng đã dập tắt hết các đám cháy. Sau đó, lực lượng Anh tại Washington đã phải ra lệnh rút quân. Sự kiện này được gọi là cơn bão cứu tinh của Washington. Sau đó, người Anh không thể quay lại chiếm đóng thành phố này thêm một lần nào nữa. Nhà Trắng sau đó được tái xây dựng vào đầu năm 1815 và hoàn thành đúng thời gian cho lễ nhậm chức của Tổng thống mới vào năm 1817. Cầu Cổng Vàng. Đây, các bạn hãy nhìn xem. Đây là một chiếc cầu vững chắc, bỗng dưng tan biến. Đó là cầu Tacoma Narrows. Đây là một trong những vụ tai nạn xây dựng đáng sợ và kỳ lạ nhất trên thế giới. Cả cây cầu khổng lồ đung đưa, uốn lượn trong gió, giống hệt như những dải lụa mỏng manh vậy đấy. Nhưng đó cũng chính là điểm nguy hiểm nhất bởi nó khiến cấu trúc cầu bị phá hoại nghiêm trọng và không bao lâu sau thì bị đứt gãy hoàn toàn. Còn cầu Cổng Vàng, cây cầu biểu tượng của thành phố San Francisco của Mỹ, tưởng chừng đã đi vào dị vãng như cây cầu trên. Từ lúc tiến hành xây dựng đã gặp rất nhiều nguy hiểm. Trong lúc thi công làm móng, những đợt thủy triều ập đến khiến giàn giáo rung lắc dữ dội và 911 công nhân bị thiệt mạng. Năm 1951, toàn bộ tuyến đường bị phong tỏa vài giờ khi mà có đợt cuồng phong ập tới với vận tốc gió lên tới 113 km/h, khiến cây cầu rung mạnh, chao đảo như đưa võng. Vì thế mà cầu bị cong đến mức đèn đường chạm cả vào cáp treo. Đúng là cây cầu yếu còn ra gió các bạn nhỉ. Tiếp đến là sức mạnh của xe cộ, giao thông đã khiến cho cây cầu này không thể trụ vững, tưởng chừng như đã có một thảm họa nếu như mà các nhân viên không ứng phó kịp thời. Để rồi ngày nay chúng ta không còn có cơ hội để mà sống ảo nữa đâu nhé. Tháp nghiêng Pisa. Tháp nghiêng Pisa ở thủ đô Rome của Italy nổi tiếng đã suýt bị mất trong chiến tranh. Nhưng mà không phải do bom mìn hay là những hư hại thường thấy trong những trận chiến tranh, mà đó là mệnh lệnh của trung sĩ Leon Wenckenstein, lãnh đạo cao cấp trong chiến tranh thế giới thứ hai. Wenckenstein nói rằng ông nhận được mệnh lệnh phải làm nổ tung tòa tháp. Và thiếu chút nữa, điều đó đã xảy ra và chúng ta không còn được ngắm nhìn công trình vĩ đại này nữa đâu. Tuy nhiên, trong cái rủi vẫn có cái may. Do nhiều yếu tố tác động nên lúc này ông chưa kịp ngắm bắn. Nhưng mà khi mọi thứ chỉ cần bóp còi một cái thôi thì quân đội của ông bị kẻ địch ném bom và buộc phải rút lui. Vì thế mà tháp nghiêng Pisa mới đứng sừng sững cho tới bây giờ. Đấu trường La Mã của Ý. Nhìn vào cái công trình vĩ đại to chà bà thế kia, ai mà ngờ được rằng chúng đã từng bị gió quật đấy. Hơn thế nữa, đấu trường La Mã này còn từng thoát khỏi sự phá hủy dưới tay của người đứng đầu công giáo. Phần chống đỡ bằng thép bị trộm cướp đem bán này và hàng thế kỷ biến động nền đất đã tạo nên các vết nứt và làm đổ sập những phiến đá còn lại. Ở thế kỷ 19, bên trong đấu trường La Mã, hàng trăm người đã từng sử dụng các loại bình, chậu để làm việc, buôn bán và sinh sống. Vì thế mà hình dáng và kiến trúc của đấu trường La Mã mạnh mẽ hơn công năng của nó rất là nhiều. Đây từng là một xưởng sản xuất này, một nơi dệt vải, một nhà tế bẩn, chuồng thú mỏ đá. Và sau 14 trận động đất đã phá hủy phân nửa số đó, thậm chí là cả một pháo đài đấy. Và bây giờ các bạn nhìn thấy những bức tượng to và những cây cột to lớn như thế này là cũng để trang trí mà thôi. Và đây cũng là những chứng tích bằng đá sống động cho những giai đoạn mà mình vừa kể ở trên. Đài tưởng niệm Obelisco, Argentina. Có thể nói Obelisco là đài tưởng niệm được xây dựng năm 1936, kỷ niệm 400 năm ngày thành lập thành phố Buenos Aires. Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng, với kiến trúc cao đến 67m và diện tích mặt bằng là 49m2. Ngay từ khi mới được xây dựng, đài tưởng niệm này đã vấp phải nhiều sự phản đối khác nhau. Người dân Argentina không thích công trình này bởi khi xây dựng nó, người ta đã phá đi nhà thờ, nơi lá cờ Argentina đầu tiên được cắm vào năm 1812. Họ phản đối bằng cách vẽ graffiti lên bức tường của đài tưởng niệm, trèo lên tầng trên cùng của tháp để phá cửa kính và đổ sơn xuống. Thậm chí trong một cuộc bỏ phiếu của hội đồng thành phố, 23 trên 24 thành viên đồng ý với việc phá bỏ tòa tháp này. Tuy nhiên, công trình này vẫn được giữ lại
vì quyền phủ quyết của thành viên còn lại, và cho tới ngày nay, Urban Lakers vẫn tồn tại như một biểu tượng mới của thành phố. Lăng mộ Taj Mahal. Còn đây là lăng mộ bằng đá cẩm thạch trắng mênh mông được xây dựng ở Agra từ năm 1631 đến năm 1648 theo lệnh của hoàng đế Muazza Jahan để tưởng nhớ người vợ yêu quý của mình. Taj Mahal là viên ngọc của nghệ thuật Hồi giáo ở Ấn Độ và là một trong những kiệt tác được ngưỡng mộ trên thế giới. Thế nhưng sau khi hoàng đế băng hà, người Anh đã đến can thiệp và biến đền này thành điểm đóng quân. Các miếng đá cẩm thạch bên ngoài bị phá hủy hoàn toàn, trại lính thì được lập nên trên đất khu đền và các đền được chuyển đổi thành nơi trú quân. Nhiều bộ phận của đền Taj Mahal đã bị chiếm đoạt và đưa đến châu Âu. Một vài trong số đó được đem tới cho nhà vua Jeroboam. May mắn thay, khi mà công nhân chuẩn bị bắt đầu công việc, nỗ lực bán đấu giá. Thế nhưng có vẻ như mọi thứ ở London đã xuống giá, tiền tệ cũng từ đó bị khủng hoảng nên kế hoạch đã bị hủy bỏ. Vì vậy mà ngày nay chúng ta vẫn thấy một công trình vĩ đại như thế này. Vâng, qua chủ đề vừa rồi thì các bạn thấy những bí mật mà mình đã tiết lộ có thú vị và hấp dẫn hay không? Thì hãy để lại bình luận phía bên dưới cho kênh của chúng mình nhé! Các bạn bây giờ thì cũng đừng có quên là hãy like, share, subscribe và nhấn nút cái chuông để theo dõi, ủng hộ Yêu Thương BTOP. Xin chào và hẹn gặp lại!